Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2 tháng 12 năm 1975, ngày 2 tháng 12 năm 2023, sáng nay Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm chúc mừng Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Sao Phan Hà Heoan đã tiếp đoàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lưu Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo cán bộ Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng cũng như Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định mối quan hệ thắm thiết giữa hai đảng, hai nhà nước và giữa Đà Nẵng với các tỉnh của Lào trong thời gian qua với 37 văn kiện hợp tác đa dạng trên các lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ giữa hai nước, hai địa phương ngày càng đi vào thực chất, mang lại nhiều sản phẩm hơn, không chỉ lĩnh vực giáo dục, đối ngoại nhân dân mà còn trên lĩnh vực kinh tế. Tổng lãnh sự Sao Phan Ha Rao cảm ơn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc mừng nhân dịp quốc khánh Lào. Nhấn mạnh các chuyến thăm cấp cao trong thời gian qua giữa hai nước, hai địa phương đã củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào cũng như thành phố Đà Nẵng và các tỉnh của Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.